Đường dốc kinh khủng. Vật vẽ. Tí đổ hết cả máy. Em nay đi Ba Vì xong mới lên Tuyên Quang, Tuyên Quang bắt đầu mới về chỗ anh được ấy. Thế nó mới muộn nhưng nếu mà ăn thẳng một phát lên đây thì nó ngon. Thì ông ấy bảo mình là 3 4 giờ lên. 3 4 giờ, 3 4 giờ vẫn đang ở Ba Vì. Ốp. Ôi giời, con gọi cái ông lái xe cái này không được gọi anh ạ. Cái này nó xoay rồi, lấy cái kia. Không. Nó xoay được. À đấy bây giờ mới lọt, bây giờ mới lọt vào. Thì như cái đồ này nó cũng đồ xò xịn quá nên nó không này nó nghỉ ấy nó chẳng có chẳng này nó má. Này giữ này xoay thoải mái quá. Này. Nó sâu chưa? Không dung ra được, nó có cao su đấy. Nó không nóng nhỉ? Dạ. Cái này là không có hút, có hút. À, của nó cũng như kiểu dạng hút hút kia nhỉ? Ô tô ấy. Anh nhìn này rất chắc này. Giờ đây phần điện nhá. Xong rồi nhá, giờ đây phần điện. Đây điện ở đây đâu? Đây. Đây này à? Đấu ở đâu? Đây, cảm chiêu đấy. Cảm biết nó chưa có gì đâu. Để bắt cho cái đít vào rồi.